điều kiện hiện nay, mỗi năm có mấy lượt tàu ra Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhưng những chuyến tàu dịp cuối năm luôn có ý nghĩa, đặc biệt bởi tàu phải vượt qua sóng to, gió lớn, thậm chí là bão tố để đưa hàng, đưa Tết và muôn vàn tình cảm từ đất liền yêu dấu ra với Trường Sa thân yêu. Đây là những hình ảnh tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Những con tàu này đang chuẩn bị cho chuyến đi dài với hải trình đến với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây, những chuyến tàu đặc biệt, bởi con tàu không chỉ chuyên chở hàng Tết ra với Trường Sa, mà còn cả là tình cảm của những người vợ lần đầu tiễn chồng ăn Tết xa nhà. Cái Tết đầu tiên mà hai vợ chồng lấy nhau, thì là cái Tết mà hai vợ chồng lại xa nhau. Chỉ mong ở nơi đảo xa thì chồng mình luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Và dù ở đâu thì hậu phương sẽ luôn hướng về anh. Chúng tôi thì luôn cố gắng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao. Và một điều chúng tôi mong muốn rằng thì ở quê nhà thì vẫn yên tâm rằng là chúng tôi ngoài đấy sẽ luôn hướng về hậu phương. Và cũng vì hậu phương mà chúng tôi sẽ vững chắc tay súng để bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc. Những loại nhu yếu phẩm như đào, quất mai mang hương sắc các vùng miền đều được sắp đầy. Nhiều phần quà Tết trên khắp mọi miền Tổ quốc do các tổ chức và cá nhân gửi tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đặc biệt năm nay, chương trình Tết Trường Sa quà đất liền đã huy động được trên 2.400 xuất quà để gửi tới cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. So với năm trước, có một cái điểm khác rất là rõ, đó là cái số lượng hàng hậu cần và quà Tết của các đồng bào địa phương của các tỉnh thành phố dành cho quân của đảo Trường Sa nhiều hơn, phong phú hơn về chủng loại và nhất là những cái vật chất cho quân của đảo Trường Sa chuẩn bị tốt hơn cho Tết Đinh Dậu 2017. Với sự quan tâm đầy tình cảm của đất liền cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên trên đảo, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa sẽ đón cái Tết cổ truyền của dân tộc chu đáo ngập tràn niềm vui. Những phần quà mang hơi thở đất liền, thắm tình quân dân ấy sẽ là động lực tinh thần to lớn, giúp các anh vững vàng tay súng canh biển, giữ đảo khi xuân về tới đến. Mùa xuân của lãnh đảo Trường Sa đã thực sự bắt đầu. Như thường lệ, vào khoảng 3 giờ chiều đến 6 giờ tối hàng ngày, tại khu vực ngã ba đường Hà Giang, Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, lại tấp nập người bán kẻ mua. Người ta buôn bán ngay trên vỉa hè và thậm chí ở cả giữa lòng đường.